theo quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu Quốc hội tỉnh được bầu 8 đại biểu, trong đó tỉnh giới thiệu 4 đại biểu, Trung ương giới thiệu 4 đại biểu. Hội đồng Nhân dân tỉnh được bầu 66 đại biểu, cấp huyện được bầu 420 đại biểu, cấp xã là 3.751 đại biểu. Nhờ sự chủ động quyết liệt đổi mới, đặc biệt là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp trong lãnh đạo chỉ đạo triển khai công tác bầu cử, nên dù tiến hành đúng vào dịp Tết Nguyên đán và trong điều kiện diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, nhưng tiến độ thực hiện các bước đều được đẩy sớm hơn so với thời gian luật định. Trò chuyện với các thành viên tổ bầu cử và cử tri phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, Chủ tịch Quốc hội đã trực tiếp đặt nhiều câu hỏi về cách thức mạn đàm giới thiệu ứng viên, về thực hiện các bước hiệp thương và các cuộc tiếp xúc cử tri với ứng cử viên nơi cư trú. Các thành viên tổ bầu cử phường Hồng Hải cho biết, nhờ sự hướng dẫn rất kỹ chuyên sâu theo hướng làm tới đâu hướng dẫn tới đó của Ủy ban bầu cử tỉnh, nên mọi thành viên đều nắm rất chắc các bước triển khai. Cử tri tại đây cũng tham gia đầy đủ các hội nghị hiệp thương, góp ý nhận xét rất dân chủ, công khai, minh bạch với các ứng viên. Danh sách cử tri trong phường đã được niêm yết rất sớm từ ngày 7 tháng 4 để cử tri có thể giám sát, theo dõi. Các cử tri cũng bày tỏ niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền và sự hồ hởi hướng về ngày hội của toàn dân, ngày hội của non sông. Đại hội Đảng thành công rất là tốt rồi này. Đảng bộ Quảng Ninh đại hội thành công rất tốt này đó. Thế thì mấy cái thành công như thế rồi bây giờ phải tiếp cái này phải thành công nữa. Không. Rất khoát là phải thành công. Chắc chắn là thành công rực rỡ nữa. Thế nó chuyển tải từ trong Đảng ra đến Quốc hội này. Bây giờ là bầu khóa tới này. Mà bác ở Quảng Ninh, Quảng Ninh bây giờ có phát triển không? Phát triển chứ. Kỳ này thì chúng tôi thường nghĩ rằng là còn sẽ phát triển nữa. Thì bây giờ phải lựa chọn được những người thật xuất sắc để mà tiếp tục phát triển sự nghiệp này lên. Vì đại biểu Quốc hội nó là trung tâm của Quốc hội. À, đại biểu có mạnh thì Quốc hội mới mạnh được. Đấy. Chúng tôi là rất kỳ vọng đấy. Và toàn thể nhân dân Quảng Ninh của chúng tôi là phấn khởi, nói chung rất phấn khởi. Phấn khởi. Và phường Hồng Hải chúng tôi nói riêng là cũng rất phấn khởi. Bây giờ cái khóa trước là bao nhiêu phần trăm đi bầu cử nào? Chúng tôi là tỷ lệ mà đi bầu. Tỷ lệ đi bầu là cũng phải 98% đấy. Hôm nay thì phải ít nhất là 99 nhé. 100% thì tốt nhé. Làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia đánh giá rất cao công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Quảng Ninh. Các hội nghị hiệp thương được tổ chức dân chủ, công khai và đúng pháp luật. Hết ngày 9 tháng 2, toàn tỉnh đã hoàn thành các hội nghị hiệp thương lần 1, đảm bảo quy trình và tiến độ. Kết quả hiệp thương lần 1 cho thấy số dư bình quân của tỉnh là 4,32 lần, cấp huyện là 3,26 lần, cấp xã là 3,18 lần, thể hiện sự mở rộng dân chủ và trách nhiệm của các cơ quan tổ chức trong công tác nhân sự, lựa chọn người ứng cử. Hội nghị hiệp thương lần 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử, đảm bảo quy trình và tiến độ. Qua kết quả hiệp thương lần thứ 2 cho thấy, các cơ cấu thành phần, tỷ lệ cơ cấu kết hợp đều đảm bảo cao hơn so với quy định của Trung ương. Chất lượng người ứng cử được nâng lên. Toàn tỉnh đã hoàn thành tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú sớm hơn 3 ngày so với Trung ương. Các hội nghị diễn ra trong không khí cởi mở, đúng luật, dân chủ. Cử tri đều bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với các ứng cử viên và tham gia nhiều ý kiến nhận xét với tinh thần thẳng thắn, chân thành. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến bầu cử được thực hiện sát sao. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử của tỉnh Quảng Ninh, đảm bảo dân chủ, khách quan và đúng quy định của pháp luật. Tất cả các cái thành viên trong đoàn cũng như cá nhân tôi thì đánh giá rất là cao cái công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Quảng Ninh. Thứ nhất là các ông chí đã trên cơ sở cái chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, rồi các cái hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, của Mặt trận Tổ quốc và các cái cơ quan hữu quan, các cái tiểu ban liên quan, thì các ông chí đã triển khai cái này rất là sớm, rất là nghiêm túc, chu đáo, rất là bài bản, rất là khoa học, rất là tổng thể, rất là đầy đủ và cũng rất là nhiều sáng tạo. Mà cái sáng tạo nhất của công chí là đã ban hành kế hoạch và trong đó đã chia ra là 3 cái bước và kết thúc mỗi bước thì đều có sơ kết kiểm điểm, đánh giá lại những công việc đã thực hiện, rút kinh nghiệm để tiếp tục làm các cái bước tiếp theo.
Rồi một cái tình hình nữa chúng tôi thấy cũng sáng tạo là các ông chí mở rộng dân chủ, rồi là cũng đảm bảo được cái sự lãnh đạo, mà lại cũng tạo được cái sự đồng thuận. Và với tinh thần này thì chúng tôi mong muốn và tin tưởng rằng là Quảng Ninh sẽ tổ chức rất thành công cái kỳ bầu cử Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp lần này thực sự là ngày hội rồi lựa chọn được người xứng đáng nhất để vào các cơ quan quyền lực của nhà nước từ trung ương cho đến địa phương. Và cũng chúc cho Quảng Ninh tiếp tục cái thành tích nhiệm kỳ vừa rồi, rồi năm vừa rồi và quý một năm nay là tiếp tục hoàn thành xuất sắc các cái chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng biểu dương Quảng Ninh quyết tâm tổ chức bầu cử trong ngày, không có bầu cử sớm, dù có khó khăn về địa giới, nhiều xã đảo biên giới. Yêu cầu tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục tuyên truyền để cử tri nhân dân thấy rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị. Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp tục rà soát, cập nhật lại danh sách cử tri, quan tâm đến cử tri biên giới hải đảo, công nhân các khu công nghiệp. Đây là giai đoạn nước rút có tính chất quyết định, cần phát huy tập trung cao cho các công việc tiếp theo của cuộc bầu cử. Trước mắt, Ủy ban bầu cử tỉnh phối hợp tốt với Mặt trận Tổ quốc để tổ chức thành công Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, quan tâm cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử, làm tốt xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, lường trước các phát sinh khiếu nại tố cáo. Về công tác tuyên truyền, cần tăng cường theo hướng thông tin phải đến được với từng người dân để cử tri nắm chắc về các ứng cử viên, chọn lựa chính xác những người đủ tiêu chuẩn. Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh cần căn cứ vào văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia với các phương án kịch bản cụ thể đặt ra nếu xảy ra dịch bệnh trong dịp trước và trong ngày bầu cử. Cảm ơn sự quan tâm, động viên khích lệ và có chỉ đạo kịp thời của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh trong việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, trong những ngày qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh vui mừng, tin tưởng, phấn khởi trước thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh, đặc biệt là cử tri Quảng Ninh sẽ phát huy truyền thống đất mỏ anh hùng, truyền thống kỷ luật đồng tâm và truyền thống yêu nước cách mạng để tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội trong thời gian ngắn nhất bằng các công việc cụ thể, đồng thời tiếp tục triển khai các nội dung của công tác bầu cử, đảm bảo đúng luật, an toàn, dân chủ, công bằng, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội non sông, ngày hội của toàn dân trong tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và xây dựng chính quyền địa phương ngày càng hiệu lực, hiệu quả.